cây đủ hết rồi. Chiều nay con được nghỉ, con ở nhà, con mới đi học. Chiều nay sao được nghỉ học ở nhà trên trường hả? Hôm qua muốn làm như thế này. Con đâu để nhà đâu? Đâu? Con lên này, con không có đồ đâu nè. Ngô Vang là ai mua? Anh Bo kêu là xuống kêu là đòi à, mua cái chim kia, không có cái chim kia, không rồi kêu à. Thế chim bên mùa đâu nào? Mùa đâu nào? Đó. Mùa đâu nào? Mùa đâu nào? Cái đầu tư nhiều không hả? Con tự đầu tư, bây giờ con không có cần bố đầu tư. Cứ thề luôn, trung thu buổi sau con không cần. Quân thì sao? Cột làm trợt á. Sao